cùng Kali chiêm ngưỡng một công trình đặc biệt với chiếc thang máy Cosmos X50 được lắp đặt khéo léo sát vách tường. Chiếc thang máy Cosmos X50 hòa hợp hoàn hảo vào không gian căn biệt thự mang đậm nét Á Đông, từ thiết kế đến từng chi tiết và màu sắc, tạo nên sự kết hợp tuyệt vời giữa truyền thống và hiện đại. Chủ nhà đã đặc biệt yêu cầu giếng thang bằng kính tối màu, mang lại sự độc đáo và sang trọng, đồng thời tạo điểm nhấn khác biệt cho không gian thang máy. Mỗi chi tiết thiết kế sử dụng trong thang được chọn lựa kỹ lưỡng và cẩn thận nhất, kết hợp hoàn hảo với chất liệu vách bảng điều khiển độc đáo và hệ thống đèn chiếu sáng tinh tế, mang lại không chỉ sự tiện nghi mà còn là vẻ đẹp đẳng cấp cho ngôi nhà. Hãy liên hệ ngay với Kalia để được tư vấn thang máy dành cho ngôi nhà của bạn.